Xin chào các bạn, tôi là Việt Rhino, và đây là chương trình học Rhino công việc. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua nói về cover. Cover được Rhino định nghĩa giống như là một sợi dây, nó có thể thẳng, nó có thể cong và nó có thể đóng hoặc là nó có thể mở. Đây, khi các bạn vẽ cover thì các bạn sẽ vẽ ở đây. Thì cover nếu các bạn vẽ bắt một điểm và các bạn nhớ shift thì các bạn sẽ vẽ được một đoạn thẳng. Vẽ được một đường thẳng. Còn nếu các bạn vẽ tự do thì các bạn sẽ vẽ được một cái sợi dây mà có độ ngoằn ngoèo khác nhau. Hôm trước tôi đang nói cái phần on nap control này. Bây giờ tôi sẽ kết hợp giữa bằng on nap control và cover để nói cùng các bạn. Chúng ta sẽ thay đổi một vài chi tiết ở đây để chúng ta đỡ nhàm chán. Bữa tôi đã nói tới phần on nap, bây giờ tôi vẽ, các bạn cứ xem tôi vẽ và sau đó các bạn tự xem có thử thay đổi như thế nào ha. Tôi sẽ vẽ một cái điểm bon ở vị trí 0, ở vị trí này đi. Thì cái điểm bon tôi nó đang bắt ở trên cái lưới nè, tôi là sử dụng gumbo và kéo nó lên khỏi cái mặt lưới một khoảng cách. Để làm gì? Để tôi nói cái phần grip nap này. Grip nap nó có tác dụng là nó luôn vẽ tất cả những cái điểm control nằm trên cái đường cái mặt bằng grip của nó. Tôi bật grip nap lên nhé. Ok. Và tôi vẽ cover, tôi chọn vẽ cover control bond cover. Điểm bắt đầu tôi sẽ chọn điểm bond này. Điểm tiếp theo tôi sẽ chọn bất cứ điểm nào ở trong không gian. Thì các bạn có để ý không? Ở đây thì các bạn thấy, các bạn xem ở trong phần 3D thì cái điểm tiếp theo nó sẽ luôn luôn bắt xuống dưới cái mặt phẳng grid, mặt phẳng lưới này của mình nè. Đây, nó sẽ bắt xuống cái mặt phẳng ở dưới này, cái này ha. Nếu các bạn nhấn shift thì nó sẽ vẽ thẳng theo trục theo cái điểm bon này cho các bạn. Nhưng khi bạn thả shift ra, thả trục ra thì nó sẽ bắt theo cái lưới. Điểm tiếp theo, và khi mà cái điểm control bond của bạn đã bắt xuống dưới lưới rồi, các bạn nhấn shift thì cái điểm tiếp theo của nó cũng cùng một mặt phẳng với cái điểm trước đó. Thì chúng ta sẽ vẽ được một đường cong, nhìn theo hướng phong nó sẽ cong, cover cong. Thì chúng ta thử lại, chúng ta sẽ vẽ một cái cầu trượt thử ha. Rồi bắt điểm đầu tiên, bắt điểm thứ hai thẳng hàng với điểm đầu tiên, điểm thứ ba thì chúng ta sẽ bắt ở trong không gian, điểm thứ tư chúng ta sẽ bắt shift bằng điểm thứ ba. Ok, thì chúng ta sẽ có một cái cầu trượt vậy. Rồi chúng ta sẽ rút bằng gumbo, chúng ta chọn gumbo, chúng ta chọn vào cái nút tròn này của gumbo ha. Đây, chúng ta kéo lên và hiển thị chế độ set. Rồi chúng ta nhấn enter left và copy ra một đối tượng nữa. Chúng ta sẽ có một cái cầu, một cái máng trượt ha, một cái máng trượt. Đó là mình vẽ đối với grid. Phần auto nó sẽ có tác dụng đối với khi các bạn vẽ line. Khi các bạn vẽ line, các bạn vẽ bật auto lên thì nó sẽ bắt theo trục cho các bạn. Trục cho các bạn. Okay. Lana thì nó sẽ luôn bắt theo một cái mặt phẳng đồng phẳng cho các bạn. Giả sử lúc nãy tôi vẽ cái điểm bon này nó cách cái lưới một đoạn ha, bao nhiêu tôi không biết. Bây giờ tôi muốn vẽ một cái đường cong, một cái cover cong, nó nằm cùng mặt phẳng với cái điểm này, thì chúng tôi sẽ bật Lana lên. Tôi vẽ cover.
thì cái cover này nó sẽ đồng phẳng với cái điểm bon này. Các bạn bật lana đây, on nap thì tôi sẽ nói rồi, smart check. Smart check là nó có tác dụng bắt điểm thông minh, nó gợi ý thông minh cho các bạn. Khi các bạn vẽ một cái line hoặc bất cứ cái cover nào mà các bạn muốn vẽ tiếp theo, nó điểm kết thúc nó sẽ bắt cùng điểm end của cái line này, thì thằng Smart Check sẽ có tác dụng là nó sẽ giống một cái đường bắt cho các bạn. Ví dụ tôi vẽ một cái line đây, khi tôi vẽ trong trong không gian, tôi sẽ không biết điểm nào là cùng điểm với thằng này, thì đó tôi sẽ chọn điểm là kết thúc nè, tôi kéo ra, thì Smart Check nó có tác dụng là nó sẽ giống một cái đường ngang cho các bạn, thì các bạn sẽ vẽ được một cái đường thẳng, nó có điểm cuối nằm trên trục của cái đường thẳng mà các bạn vẽ trước đó, hay gọi còn gọi là đường thẳng cơ sở ha. Đó là đối với Smart Track. Thì trong quá trình các bạn vẽ, các bạn dựng mô hình của mình thì tùy công dụng, hoặc là thì tùy cái mà các bạn mong muốn các bạn vẽ, thì các bạn sẽ bật cái gum, bật cái on nap lên ha, bật những cái tool bộ ở trong con nap lên. Tôi sẽ thường bật là Smart Track Lana để nó vẽ cùng mặt phẳng và nó sẽ bắt được thông minh cho tôi. On nap này nữa ha, gumball thì khỏi nói rồi, gumball thì luôn luôn bật. Chúng ta sẽ quay lại về đoạn cover. Control Bond Cover là chúng ta sẽ vẽ một đường cong mà nó sẽ uốn lượn theo Control Bond, và khi chúng ta nhấp chuột ở đâu thì chúng ta sẽ vẽ một đường cong ở đó. Curve Top Bond là nó sẽ vẽ đường cong đi qua những cái điểm bond của mình. Đây, ví dụ tôi sẽ copy bằng những phím Enter và kéo gumball ra. Tôi có 4 điểm bond này. Tôi muốn vẽ một đường cong có 4 điểm bond này, thì tôi chọn Curve Top Bond và chọn Bond. Ok. Degree là điểm control bond. Nếu tôi chọn bằng 1, các bạn thấy nó sẽ là một cái góc nhọn. Một cái bằng 2 à, thì nó sẽ hơi cong. Degree bằng 3. Degree bằng 7 là những cái điểm control ở trên này rồi. Đây các bạn nhấn F10 lên các bạn xem ha. Đây là những điểm control bond. Các bạn để ý cái hình này ha, tôi sẽ chụp cái hình đó lại để chúng ta phân biệt sự thay đổi nó như thế nào. Ok, tôi sẽ xóa hình này đi. Tôi sẽ chọn lại lệnh sau khi các bạn chụp phải và degree chúng ta 2. Ok, chúng ta nhấn OK một lần, Enter một lần để kết thúc lệnh. Khi đó chúng ta sẽ nhấn F10 để sau Control Bond lên nè. Các bạn thấy ha, thì cái điểm Control Bond của chúng ta nó có sự thay đổi. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 điểm. Nhưng ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6 điểm ha. Thì degree này là những cái điểm control bond này. Điểm control bond này nha các bạn. Nó có tác dụng là những điểm control bond các bạn càng nhiều thì cái đường cong của bạn nó sẽ càng uốn lượn. Nó sẽ càng trở thành một đường cong hơn. Nếu càng ít thì nó có xu hướng trở thành là đoạn thẳng. Segment nha các bạn.
Cover handle nó sẽ vẽ một cái đường cong, mà cái đường cong đó nó sẽ đi qua những cái đỉnh, mà đỉnh của đường cong đó nó sẽ đi qua cái điểm bond mà các bạn chọn. Thì phương pháp vẽ đường cong này là phương pháp nội suy, là nó có tác dụng là suy đoán một đường cong đi qua các điểm vẽ đã biết. Ở trong toán học mà các bạn học á, thì cái đường cong chúng ta đang vẽ bằng phương pháp nội suy này, các bạn thường vẽ ở trong đồ thị hàm số. Rồi, đối với handle cover, nếu các bạn nào đã từng sử dụng Illustrator thì các bạn sẽ cảm thấy cái phần handle cover này nó sẽ quen thuộc. Handle cover nó sẽ cho phép các bạn tinh chỉnh đường cong theo vector và theo cái tiếp tuyến mà các bạn mong muốn thôi. Để tôi chọn một điểm này, thì tôi sẽ handle cái cung này theo tiếp tuyến mà tôi sẽ mong muốn. Thì tôi kéo cái điểm bond control càng dài thì cái cung nó sẽ càng sâu. Okay. Là đối với handle cover. Thằng interpolator cover on surface này chỉ vẽ trên surface thôi các bạn. Hai thằng này như nhau, nhưng đầu thằng này vẽ trên surface. Thằng handle thì tôi vừa nói vừa rồi. Thằng sketcher là nó phát thảo đường cong theo chuột. Đây tôi sẽ chọn sketcher này. Và tôi sẽ phát thảo đường cong này. Tôi phát thảo đường cong. Khi giữ chuột và các bạn phát thảo thôi, thì nó sẽ tự biến thành cover cho mình. Cái này nó có tác dụng là các bạn mà thích ký tên á, các bạn sẽ ký được tên cho mình. Bây giờ tôi sẽ ký ok ha. Thì nó sẽ phát thảo đường cong cho mình. Chuột phải của nó là sketcher on surface, nó chỉ vẽ sketcher on surface thôi ha. Sketcher on polymer thì cái này nó sẽ phát thảo ở trên mệt. Ok, đối với đài cover tôi sẽ tạm dừng ở đây, phần còn lại tôi sẽ hẹn các bạn video sau. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ về Vino, còn các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ về Vino cách like và subscribe kênh giúp tôi là Việt Quang đâu.